ta. Xuống bây giờ là gia đình là chuẩn bị xuống cano để đi ra khám phá hòn đảo Mayrut. Thì đi cano này á quý vị, có nhiều loại cano lắm, quý vị thích loại cano nào thì quý vị thuê, quý vị đi đi theo ý muốn của quý vị. Quý vị ra những cái hòn đảo này quý vị nên khám phá, có nhiều cách khám phá lắm, rất là thú vị. Một là quý vị thuê cano, hai là quý vị thuê ghe đi cũng được. Ghe đi thì nó chậm hơn mà nó có cái thú vị riêng của ghe, còn cano thì nó đi nhanh thì nó có cảm giác mạnh lắm, tùy theo cái sở thích của mọi người ha. Xa xa đó thấy không, thấy cái cáp treo không? Cáp treo đó quý vị nên đi một lần để cho biết. Mình ngồi trên cáp treo mình quan sát được hết toàn cảnh các đảo và biển, rất là trong xanh, đẹp lắm. Cáp treo này á là nó đi qua ba hòn đảo nha quý vị. Thứ nhất là nó đi ngang qua cái hòn Dừa, hòn Rỗi, rồi đến hòn Thơm. Hòn Thơm là cái chạm cuối cùng của cáp treo. Cái chiều dài của cái cáp treo này á dài 7.899 mét. Đi cáp treo này cũng khoảng nửa tiếng đó. Mình ngồi trên đó mình ngắm cảnh rồi cũng đẹp lắm. Thì đi ra Phú Quốc thì mình nên đi hai cái hình thức đó, một là đi cano, hai là đi cáp treo. Mình phải trải nghiệm để mình biết, một lần đi lần khó thì quý vị nên trải nghiệm nha. Đi cano thì nó nhanh hơn. Bây giờ cano đang chạy ra hòn Mayrut đó quý vị thấy không, thì chạy ngang qua nhiều cái hòn đảo nhỏ rất là đẹp. Cảm giác ngồi trên cano này cũng hay lắm. Nó xa xa là rất có nhiều hòn đảo. Nhìn xuống biển thì trong xanh lắm. Khi đi ra đảo này quý vị phải chuẩn bị nhiều thứ lắm để mình khám phá. Tại sao ra đây, cái hòn đảo Mayrut này nè, cái hệ sinh thái biển rất là đa dạng, đẹp lắm, san hô đồ, cá đồ, quý vị ngắm lặn xuống ngắm đồ đẹp lắm. Bây giờ là cano chạy tới rồi đó, cập vô cái cầu đó là để đi lên. Ở đây thì biển rất trong xanh mà cạn lắm. Người dân ngay chỗ khu du lịch này người ta cũng đó, quý vị thấy không, lưới
cái dây lưới á người ta cũng rào hết rồi, mình tắm mình cũng không có sợ lắm, mà nước nó cũng không có sâu lắm. Cái đảo này là rất là hoang sơ, còn hoang sơ lắm. Tại sao cái đảo này có nhiều người người ta nói là tại sao không có phát triển du lịch được? Quý vị biết là cái đảo này là do sở hữu của cá nhân nha quý vị. Tại những cái hòn đảo này á là hồi xưa á, những cái người á, người dân á, người ta ra đây người ta sống. Thì bây giờ Đẹp những cái hòn ghê. đảo này nè, trên đảo này cũng là sở hữu của người ta, sở hữu của một số gia đình á. Cho nên chính vì vậy á, cái ở đây người ta đâu có mà kinh phí Đây để là người cái ta tàu phát mình triển đi du lịch nha. đâu, người ta cứ để hoang sơ vậy, người ta kinh doanh thôi. Chứ những cái hòn đảo Mây Rút này á, mà những cái hộ này mà bán lại cho những tập đoàn nước ngoài hay là Việt Nam á, để người ta phát triển khu du lịch á, không có thua gì bất cứ những hòn đảo khác trên thế giới đó quý vị, thấy không? Biển trong xanh rất là đẹp, nhìn xuống là thấy cá bơi rồi. Nhưng mà mình nhìn thì mỗi mỗi cái cách nhìn của mỗi người khác nhau. Có người thích cái vẻ hiện đại, còn có người thích thì hoang sơ mộc mạc, cứ để tự nhiên thiên nhiên vậy đó. Em thấy đó, cá đó quý vị thấy không? Đó, cá bơi đó. Ở đây tối á quý vị á, ở lại á, người ta sẽ đi đưa ghe mình chạy ra đó xa, mình câu cá câu mực rất là hay. Cá mực ở đây rất là nhiều. Quý vị ra đây nên trải nghiệm những cái dịch vụ đó, khám phá hết cái hòn đảo này. Hòn đảo Mây Rút này nó chia làm hai, hòn Mây Rút trong và hòn Mây Rút ngoài, thì quý vị phải khám phá hết. Ở đây mà tổ chức nào á mà đám cưới rồi đó, tổ chức ra đây chụp hình rồi hay là sinh nhật đồ, tiệc tùng rồi ra Gần đây đây mình lấy mấy trong làm kỷ niệm rồi đó, rất là đẹp. Chụp hình là hỏi nói luôn. Sau khi tham quan khám phá xong cái hòn đảo Mây Rút thì bây giờ gia đình tiếp tục đi lên cano tiến thẳng về hòn đảo kêu là hòn Móng Tay. Hòn Móng Tay này rất là đẹp nha quý vị. Thì ngồi trên cano này, cái cano này chạy tốc độ rất là nhanh, khoảng 60 cây số trên 1 giờ đó, thì cảm giác mạnh lắm. Cảm giác ngồi cano này cũng sướng. Những người không biết bơi thì sợ, chứ còn người biết bơi thì cũng không có gì phải sợ, cũng an toàn lắm. Đang tiến về hòn đảo Hòn Móng Tay nha quý vị. Chạy ngang qua cái hòn Móng Tay thì nó có mấy cái đá ngầm này nè. Thứ nhất
nhô lên thấy đẹp hay giữa biển mình có mấy hòn đá này. Nhô lên mặt biển rất là đẹp. Nếu mà mình đi ghe á, chạy ghe nha quý vị, tới đây nè chụp hình đồ á, ngồi trên đây chơi đồ, lên trên mấy hòn đá này nè chụp cũng đẹp lắm. Đó, nhìn xa xa là cái hòn Bóng Tây quý vị. Ở đây thì nhiều đảo lắm đó. Đó quý vị thấy không, đảo quá trời luôn đó. Đang tiến thẳng tới hòn Bóng Tây. Hòn Bóng Tây này thì mình xem trên YouTube mấy anh chị kia quay đó, nhìn đẹp lắm. Nó cứ tự tự giống như hòn Mây Rút. Nước xanh biếc, quá đẹp. Ở mấy cái khu này thì cũng giống như cái khu hòn Mây Rút nha quý vị, cũng sở hữu của tư nhân, của những gia đình này thôi. Thì mình cũng nghe kể lại có nhiều tập đoàn lớn ra đây cũng yêu cầu những cái người này nè, cũng có bàn bạc rồi, cũng có đề xuất rồi mua lại. Nhưng mà những người dân này người ta sống đây lâu năm mà, người ta quen rồi, người ta cũng không có sang nhượng lại. Chính vì vậy những hòn đảo này nó rất là hoang sơ, cho nên không có phát triển về chuyên về kinh doanh du lịch lắm. Người ta có sao người ta làm vậy rồi, người ta sơ sài lắm đó. Quý vị thấy không, trên cái cầu này nhìn xuống đó, rạn đá đồ san hô đồ đẹp đó. Nên đây chụp hình rồi, rất là hay. Nếu mà anh chị nào mà thích khám phá đồ á, hệ sinh thái đồ dưới biển này nè, mình đi là mình nhớ mang theo cái cặp kính lặn á, mình lặn xuống đây mình xem. Còn anh chị nào mà làm YouTube rồi đó thì mình đem cái máy quay, mình quay ở dưới mấy cái san hô rồi đó. Dưới san hô đó đẹp lắm, đủ thứ loài cá đó. Những cái ngày này gia đình đi thì cũng vắng khách lắm, nhưng những ngày lễ là đông lắm. Mấy chỗ này là chen chúc nhau. Ở đây biển tắm thì đẹp lắm, biển tắm thì nước nó không có sâu, cứ nó lại ra. Ăn uống ở đây thì giá cũng hợp lý lắm, cũng không có mắc. Hải sản ở đây thì nhiều loại lắm nha quý vị, hải sản tươi sống không đó. Nó khách du lịch người ta tiến tới đó, đi cano vô đó. Biển trong xanh, xanh biếc luôn. Nhìn xuống, quý vị nhìn biển ở dưới bỏ hạt gạo xuống quý vị thấy luôn đó nha. Nói khách du lịch ấy, càng lúc càng đông lên, đông ghê lắm.
hạ lên. Thằng này chi vậy? Ở đây ngày nào cũng có khách du lịch á, nhưng mà cái ngày cao điểm mà những cái ngày mà lễ đồ cao điểm rất là đông. Rồi gia đình đã khám phá xong cái hòn đảo Móng Tay rồi, bây giờ lên cano về lại đất liền. Hẹn gặp lại quý vị ở clip sau. Rồi chào quý vị.